đăng nhập mà hàng ngày cũng nhận được tiền nhá. Đấy, các bạn đăng nhập hàng ngày này nhận 1.200 này, và các bạn mời bạn bè này chỉ cần kích hoạt thôi, các bạn nhận là 15.000 này, và 30 người thì 88.000 này, 50 người thì được là 175.000. Anh em rút thẳng về ngân hàng luôn nhá. Còn cái số tiền mình đã nhận được đây anh em nhá là 193.000, mình rút là 202.000 thì trừ phí đi, mình còn nhận được là 193.000, khá là ngon anh em nhá. Xin chào mọi người đến với video tiếp theo của mình nhá. Video này tiếp tục chia sẻ cho các bạn một con web mới. Con này thì các bạn sẽ kiếm cái tiền Việt Nam đồng anh em nhá. Ở đây thì đăng ký thành công các bạn sẽ nhận được là 2.000 miễn phí nhá. 2.000 miễn phí, và con này thì nếu như các bạn có hội nhóm, đội nhóm này, có kênh YouTube thì các bạn có thể là chia sẻ để kiếm tiền miễn phí từ cái việc chia sẻ link nhá, thì cũng khá là ổn. Đấy, ngoài ra thì các bạn tham gia nhóm Telegram này thì các bạn còn có thể là nhận những cái code nhá. Những cái code ở đây thì anh em nhập code ở đây, anh em có thể là kiếm được tiền miễn phí anh em nhá, kiếm được tiền miễn phí này. Còn con này ấy, thì nó có những gói đầu tư này thì bạn có thể xem này. Các bạn chỉ cần đầu tư số tiền là 130.000 thì lợi nhuận hàng ngày sẽ là 27.000 anh em nhá. Khá là lợi nhuận khá là cao. Đấy, hoặc là 600.000 thì lợi nhuận sẽ là 138.000. Mình cũng sẽ đầu tư nhanh nhá. Mình sẽ đầu tư ở cái phía 1 luôn là 130.000 thì mình sẽ rút được 27, kiếm được 27.000 một ngày nhá. Anh em quan tâm có thể click vào link và đăng ký tài khoản nhá. Bây giờ thì vẫn hướng dẫn anh em đăng ký một tài khoản nhá. Đăng ký tài khoản thì các bạn nhập cho mình cái số điện thoại này. Các bạn nhập đúng số điện thoại của các bạn nhá. Vì là con này thì nó có cả xác minh bằng SMS nhá. Thì các bạn sẽ nhập cái số điện thoại của bạn đang sử dụng này, mật khẩu này và tên nick này. Rồi sau đó các bạn chọn gửi cho mình thì nó sẽ gọi điện hoặc gửi tin nhắn cấp cho các bạn một cái mã SMS, thì các bạn nhập vào đây, sau đó chọn đăng ký cho mình, như vậy là được anh em nhé. Và sau khi mà đăng ký xong thì đi vào đây các bạn sẽ đặt cho mình cái mật khẩu giao dịch nhé, chọn xác nhận cho mình là được. Rồi ok, sau đó các bạn vào app thì bạn sẽ xem sơ qua một chút này. Cái này thì chủ yếu là các bạn đầu tư thôi, còn nếu như các bạn kiếm tiền miễn phí thì các bạn có thể là chia sẻ nhé, chia sẻ để kiếm hoa hồng, có một khuyến mãi này. Thì nó sẽ có một cái đường liên kết cho các bạn đi chia sẻ nhé. Và cái mời thành công thì các bạn có thể nhận lên đến là 23.000 này. Đấy, các bạn có thể xem đây nhé. Tiếp theo, các bạn có thể tham gia nhóm Telegram nhé. Thì bạn click vào mục tham gia cho mình. Okay, đây là cái nhóm Telegram của nó nhé. Đang có 1K1 thành viên. Các bạn có thể kéo xuống đây xem này. Người ta hướng dẫn này, cũng như là một số những cái bill rút tiền này. Đấy, thì bạn có thể xem vào đây nhá. Rồi, và các bạn muốn đầu tư thì bạn sẽ kéo xuống cái mục đầu tư này cho mình nhá. Các bạn xem những cái gói đầu tư các bạn cảm thấy ổn nhá. Ví dụ như ở đây mình sẽ đầu tư cái gói là 130.000 này nhá. Thì mình sẽ chọn là đầu tư ngay này. Và cái ngày lãi sẽ là 53 ngày nhá. Chọn xác nhận này. Ok, như vậy là mình đã đầu tư thành công anh em nhá. Thì hàng ngày mình sẽ vào đây mình nhận thưởng thôi. Ở đây là những cái gói đầu tư thôi, những gói bán chạy đây, bạn có thể xem đây. Rồi, và bây giờ thì cái số dư hiện tại của mình này là 202.000. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em nạp tiền trước nhá, sau đó mình sẽ hướng dẫn anh em rút tiền. Nạp tiền thì bạn chọn vào mục nạp tiền này cho mình. Ở đây thì bạn sẽ chọn số tiền các bạn muốn nạp nhá. Ví dụ như các bạn là nạp bằng Momo, Pay, Momo thì bạn chọn vào đây. Đấy, và chọn số tiền các bạn muốn nạp nhá. Ví dụ như 880. Sau đó các bạn chọn xác nhận thì nó sẽ ra cái bill để các bạn chuyển tiền nhá. Đấy, các bạn chuyển tiền theo cái bill đấy là được. Và anh em lưu ý ở cái phần nội dung anh em nhá. Còn Pay này là ngân hàng thì các bạn cũng chọn vào đây cho mình. Đấy, sau đó các bạn sẽ chọn cái ngân hàng, xác nhận là được anh em nhá. Rất là đơn giản thôi. Ok, nạp tiền thì nó rất là đơn giản. Những cái dạng này thì các bạn xem kênh của mình thì các bạn biết rồi, chơi rất là đơn giản, và mình các app mình giới thiệu thì nó cũng tương tự thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em mà rút tiền nhá. Chọn vào cái mục thẻ của tôi ở đây. Ở đây thì bạn sẽ thêm thẻ ngân hàng cho mình nhá. Rồi các bạn sẽ chọn ngân hàng này, tên chủ thẻ này, tên chủ thẻ anh em lưu ý nhá. Các bạn viết hoa và không dấu cho mình nhá. Viết hoa không dấu cho mình, sau đó số tài khoản chọn tiếp theo là được.
Ok, sau khi mà đã thêm thẻ thành công rồi thì mình sẽ đi rút tiền anh em nhé. Chọn vào mục rút tiền ở đây. Và đây thì mình sẽ nhập cái số tiền. Mình sẽ rút là 202.000 anh em nhé. Đăng ký thành công thì các bạn sẽ nhận được là 2.000 rồi. Và các bạn đầu tư, ví dụ như mình đầu tư cái gói là 130.000 thì bây giờ mình còn là 202.000, và ngày mai thì mình sẽ nhận lãi và mình sẽ rút nhé. Rồi, bây giờ nhập cái mật khẩu giao dịch này và chọn ngân hàng là được. Ok, như vậy là mình đã thực hiện cái lệnh rút là 202.000. Và anh em lưu ý này, thời gian rút tiền của nó này đến 22 giờ nhá. Nên là các bạn lưu ý cho mình. Và cái min rút của nó sẽ là 60.000 anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ đợi tiền nó về tài khoản. Đây là cái mục đầu tư của mình đây. Ngày mai thì sẽ còn lãi nhá. Ngày mai thì sẽ còn lãi anh em nhá. Và các bạn lưu ý này, kiếm tiền online thì nó cái phần đội của tôi rất quan trọng đấy, các bạn click vào đây và sao chép cái này mời nhá, nó sẽ có 3 cấp anh em nhá. Rồi thì bây giờ sẽ đợi tiền về tài khoản, sau đó là mình sẽ dừng video và quay ra zoom tặng quà cho anh em thôi. Ok, ngoài ra thì còn cái phần nhiệm vụ này cũng khá là ngon nhá các bạn này, đăng nhập mà hàng ngày cũng nhận được tiền nhá. Đấy, các bạn đăng nhập hàng ngày này nhận 1.200 này, và các bạn mời bạn bè này chỉ cần kích hoạt thôi, các bạn nhận là 15.000 này, và 30 người thì 88.000 này, 50 người thì được là 175.000. Anh em rút thẳng về ngân hàng luôn nhá. Còn cái số tiền mình đã nhận được đây anh em nhá là 193.000, mình rút 202.000 thì trừ phí đi, mình còn nhận được là 193.000. Khá là ngon anh em nhá. Thì đường link mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Bạn quan tâm có thể click vào link và đăng ký tài khoản. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng video và quay ra zoom tặng quà cho các bạn nhá. Ok, sau đây cái video mới nhất của mình có 21 lượt bình luận hợp lệ thì sẽ chọn ra một bạn này. Rồi bạn Thùy Linh, bạn này liên hệ với mình để mình tặng quà cho bạn nhé. Anh em muốn nhận quà từ mình, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại một lượt bình luận. Chắc chắn các bạn sẽ nhận được quà trên kênh của mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.